quả nhá. Xin chào mọi người đã quay trở lại với Minh Yên Vlog của Hồng ở Hàn Quốc. Chuyển bên này thì tàu chúng tôi sẽ bốc gần 1.100 một mùi.
Ai không phải 8 chất đi viên à? Ai là cho vào không? Không phải, không phải, không phải. Cái một cái nơi mạnh chứ ngay vừa đưa mày cấy được chứ. Yeah.